Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Các bạn thân mến, căng thẳng eo biển Đài Loan hiện nay đang khiến mọi người quan tâm đến năng lực tác chiến đổ bộ của Trung Quốc. Vậy khả năng này của họ đang ở mức nào? Trong một bài viết trên tờ Thâu Théo hồi tháng 6, người ta đã so sánh tổng thể về năng lực thủy quân lục chiến Trung Quốc so với thủy quân lục chiến Mỹ. Bài báo nói rằng, công bằng mà nói thì thủy quân lục chiến Mỹ hiện nay có ưu thế vượt trội so với thủy quân lục chiến Trung Quốc. Thứ nhất là vì thủy quân lục chiến Mỹ có quy mô lớn hơn, quân số đông hơn. Thứ hai là trang bị của Mỹ tiên tiến hơn. Và thứ ba là phía Mỹ có kinh nghiệm tác chiến phong phú hơn do đã chiến đấu từ thế chiến thứ hai, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Iraq, chiến tranh Afghanistan. Trước hết, nói về thủy quân lục chiến Mỹ, đây là một quân chủng độc lập trong quân đội Mỹ, chứ không phải chỉ là một binh chủng thuộc hải quân như nhiều nước khác. Thủy quân lục chiến Mỹ cũng là lực lượng thủy quân lục chiến mạnh nhất thế giới, và nó là lực lượng phản ứng nhanh chủ yếu của Mỹ vì đây là lực lượng mà Tổng thống Mỹ có quyền điều động không cần chờ quốc hội phê chuẩn. Theo thông tin công khai, thủy quân lục chiến Mỹ có quy mô gần 200.000 người, chiếm khoảng 15% quân số Mỹ. Về biên chế, thủy quân lục chiến Mỹ hiện có 3 sư đoàn, 3 liên đội hàng không và 3 đại đội hậu cần. Dự bị có một sư đoàn, một liên đội hàng không và một đại đội hậu cần. Mỗi một sư đoàn thủy quân lục chiến có khoảng 2 vạn quân, mỗi liên đội hàng không có hơn một vạn người. Tuy nhiên, cuối năm 2020, truyền thông Mỹ đưa tin rằng thủy quân lục chiến nước này sẽ giảm dần quy mô quân số xuống khoảng 17 vạn. Về trang bị trên không, tính đến cuối năm 2021, thủy quân lục chiến Mỹ có tổng cộng 1.119 máy bay, gồm cả cánh cố định và trực thăng. Trong đó, có 122 chiếc F-35, 138 trực thăng vận tải hạng nặng CH-53, 128 trực thăng UH-1I, 44 máy bay tiếp dầu trên không KC-130G, 81 máy bay chiến đấu FA-18, 141 trực thăng vũ trang AH-1Z và 309 máy bay vận tải MV-22B. Từ những số liệu này, chúng ta có thể cảm nhận trực quan về năng lực tác chiến trên không rất mạnh của Thủy quân lục chiến Mỹ. Số lượng máy bay của riêng Thủy quân lục chiến Mỹ đã nhiều hơn so với không quân của rất nhiều nước trên thế giới. Về vũ khí trên biển và trên bộ, Thủy quân lục chiến Mỹ tuy không trực tiếp trang bị tàu đổ bộ nhưng lại có quyền sử dụng các loại tàu đổ bộ đang có trong biên chế của Hải quân Mỹ. Hiện nay Hải quân Mỹ có 9 tàu đổ bộ tấn công, hàng chục tàu đổ bộ đảo, 12 tàu vận tải cao tốc. Còn trang bị trên mặt đất lúc đỉnh cao, thủy quân lục chiến Mỹ từng có hơn 400 xe tăng chiến đấu M1, nhưng theo kế hoạch cải tổ thủy quân lục chiến đến 2030 thì phần lớn xe tăng đang được cho nghỉ hưu, tương lai cũng không trang bị lại xe tăng nữa. Tất nhiên người Mỹ không phải là ngu ngốc, họ hiểu rõ thủy quân lục chiến là lực lượng phản ứng nhanh, muốn trong thời gian ngắn đưa binh sĩ và trang bị đến một điểm nóng mà các xe tăng chiến đấu chủ lực thì thường là xe tăng hạng nặng không những khó khăn vận chuyển mà bảo dưỡng hậu cần cũng rất phức tạp cho nên cân nhắc mọi mặt họ mới quyết định cho nghỉ hưu xe tăng chỉ trang bị các xe chiến đấu bộ binh và thiết giáp điều quan trọng nữa là thủy quân lục chiến mỹ từ lâu đã nghĩ đến chuyện bổ sung sức chiến đấu sau khi loại bỏ xe tăng phương tiện thay thế chính là các tên lửa chống tăng pháo phản lực và tên lửa hành trình tấn công mặt đất Ngoài các xe tăng đã loại bỏ, thủy quân lục chiến Mỹ có hơn 800 xe chiến đấu bộ binh và thiết giáp, hơn 1.300 xe chiến đấu lưỡng cư, hơn 1.000 khẩu lựu pháo hạng nhẹ, hơn 2.000 súng cối và pháo không giật. Số lượng trang bị này có thể còn nhiều hơn cả quân đội của nhiều quốc gia khác. Còn thủy quân lục chiến của Trung Quốc thì chỉ là một binh chủng thuộc hải quân, quy mô nhỏ hơn nhiều so với Mỹ, chỉ có 5 vạn người, chia thành 6 lữ đoàn tác chiến lưỡng cư, một lữ đoàn đặc chủng và một lữ đoàn hàng không. Về vũ khí trang bị, khoảng cách so với thủy quân lục chiến Mỹ cũng rất lớn. Trước hết là trang bị trên không, thủy quân lục chiến Trung Quốc đến nay chưa có một máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu trên không nào, cũng không có trực thăng vận tải cỡ lớn. Số lượng trực thăng vận tải và trực thăng vũ trang cũng rất ít ỏi so với con số của Mỹ. Thứ hai là thủy quân lục chiến Trung Quốc tuy cũng có các phương tiện khá tốt như xe tăng hạng nhẹ T-15, xe chiến đấu bộ binh T-08, xe thiết giáp đột kích T-11 và các loại liệu pháo, nhưng số lượng không so được với Mỹ. Tuy nhiên quy mô của thủy quân lục chiến Trung Quốc đang được mở rộng. Có người nói là sẽ mở rộng đến 100.000 người. Về tàu đổ bộ, thủy quân lục chiến Trung Quốc chỉ có quyền sử dụng chứ không được trang bị trực tiếp. Hiện nay hải quân Trung Quốc đang có hai tàu đổ bộ tấn công lớp 075, 8 tàu đổ bộ đảo lớp 071 và gần 40 tàu đổ bộ xe tăng để bảo đảm cung cấp vận chuyển hậu cần. Tuy nhiên xét về tổng thể, các phương tiện đổ bộ của thủy quân lục chiến Trung Quốc cũng kém xa so với Mỹ đặc biệt là về khía cạnh các tàu lưỡng cư cỡ lớn, cho nên năng lực vận chuyển rõ ràng là không đủ. Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.